các dáng chụp ảnh khi chụp ở biển của Hà Nội, có lẽ bạn và bạn thân của bạn đều chưa biết đâu. Chụp ảnh ở biển Hà Nội, cụ thể là biển Hồ Tây. Cái dáng chụp hai tay chống ra sau, chụp ở góc 2/3 trông rất là thơ luôn nhá. Nếu muốn thấy nước biển long lanh gợn sóng thì hãy chụp như thế này. Đương nhiên là ta phải ở chính giữa của khung hình, sau đó lấy hất từ cái đùi lên ý. Thấy biển nước mênh mông sóng nước đằng sau luôn. Thơ nghĩ sao về một góc nghiêng? Vẫn là đưa người góc 2/3 nhá. Zoom cái điện thoại lên. Tuy là mình đứng quay lưng về phía nó, nhưng cái mặt mình phải nghiêng ra cho nó thơ. Ui dồi ôi, cái dáng tôi mê nhất đây này. Bảo cái đứa bạn là đứng chéo chéo sang nhá. Xong rồi mình ngồi xuống, mặt ngửa ra sau. U là trời, mê thật sự ạ. Rồi vẫn cứ là cái góc chụp đấy, cái dáng ngồi đấy, nhưng mà lần này mặt không ngửa ra sau nữa mà là cúi xuống. Chắc chắn là ông nào cũng biết ở Hồ Tây thì có mấy cầu thang trắng nhở. U là trời, đứng dựa vào đây chụp ảnh thì gọi là bao đẹp luôn. Mà các ông thấy mà tôi chụp ảnh nhìn màu đẹp không? Thật sự phải cảm ơn Epic. Người ta có câu là con có thể xấu ngoài đời nhưng nhân danh con không cho phép con xấu online. Thế nên phải chân thành cái cảm ơn cái công năng make up rồi là mịn da của Epic đấy, đỉnh thật sự. Lại còn cộng thêm tô son má hồng. U là trời, phê. Nhưng mà ngoài ra nhá, cái Epic này nó rất tiện ở một chỗ là nó dành cho người lười đấy. Nó có thể giúp chúng ta chỉnh thật nhiều bức ảnh cùng một lúc. Một phát chọn luôn 9 tấm để chỉnh luôn cũng được nhá. Sau khi chọn xong 9 tấm thì ta sẽ thấy một loạt bộ màu. Epic thật sự quá hợp gu tôi. Bởi vì nó có quá nhiều cái màu phim đỉnh cao ấy, màu retro rồi phim Polaroid. Ui, xịn thật sự ạ. Nếu bác nào muốn chỉnh màu giống bộ màu này của tôi thì tôi để thông số trên màn hình nhá. Chỉnh một nhưng mà lưu được 8 được 9 ạ. Xịn. Ui, nó còn đỉnh cao hơn nữa là nó còn làm nét ảnh ạ. Mấy cái ảnh mà lỡ chỉnh mờ mờ cho đây chắc là nét căng luôn thật sự. Từ giờ đứa nào chụp ảnh mờ tao thì tao không sợ nữa rồi nhá. Tao bảo tao cứ vào đây tao kéo nét. Bây giờ nếu mà muốn chỉnh ảnh xịn hơn cả mấy cái APP bên trong ấy thì biết dùng cái gì rồi nhá.